Theo khảo sát của Chi cục Bảo vệ Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, 24 trên 37 triệu xe máy đang trở thành nguồn phát thải chính gây ô nhiễm không khí, nhiễm bụi PM10, CO, HC, NOx và các chất phụ gia trong xăng như benzen. Đây là những chất độc hại có trong khí thải xe cơ giới. Số lượng phương tiện xe máy trên cả nước đã vượt qua con số 37 triệu xe. Chuyện kiểm soát khí thải xe máy đang là việc làm cấp bách nhất hiện nay. Việc triển khai theo đề án này là một động thái tích cực nhằm giảm thiểu tác hại của các loại khí thải độc hại đối với môi trường sống. Tuy nhiên, việc kiểm soát khí thải rất khó bởi lộ trình chưa hợp lý và chế tài nửa vời. Số liệu nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thấy các loại bệnh liên quan đến đường hô hấp tăng nhanh, tỷ lệ thuận với sự gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm có trong không khí. Theo một tính toán của chương trình công nghệ giảm phát khí thải nhà kính Việt Nam do Bộ Công Thương thực hiện, ước tính tỷ lệ người tử vong do ô nhiễm không khí từ khí thải ô tô, xe máy tại Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 14 người một ngày vào năm 2015. Theo các chuyên gia giao thông, một trong những điểm khiến đề án này chưa khả thi chính là việc quy định xe máy có đăng ký biển số ở thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ phải kiểm tra khí thải, bởi ngoài số lượng xe máy này còn có rất nhiều xe đến từ các tỉnh thành khác, và quan trọng hơn hết, vẫn chưa có chế tài hoặc mức phạt nào nếu người dân không chịu đưa xe đi kiểm định khói.